Thưa quý vị và các bạn, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Phan Công Khanh, hay còn gọi là Khanh Super, 29 tuổi, quê Bến Tre, để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, cơ quan công an còn tạm giữ nhiều người khác có liên quan để xác minh điều tra. Động thái này được đưa ra sau khi cơ quan điều tra tiếp nhận đơn của một cá nhân tố giác ông Khanh có hành vi chiếm đoạt số tiền lớn liên quan đến siêu xe. Trước khi bị tạm giữ thì Phan Công Khanh từ lâu đã nổi tiếng trong giới chơi siêu xe cũng như xe phân khối lớn, thường được biết đến với cái tên là trùm buôn siêu xe tại khu vực phía Nam, với bộ sưu tập siêu xe toàn những xế hộp tiền tỷ. Ngoài ra, Phan Công Khanh còn được nhiều đại gia ngưỡng mộ khi mà đã đưa được những chiếc siêu xe đắt đỏ bậc nhất thế giới về Việt Nam. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại một số siêu xe đáng chú ý đã qua tay trùm buôn siêu xe Phan Công Khanh. Ngay đầu năm 2021, giới chơi xe xôn xao khi chiếc Ferrari FS 90 Stradale xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Chủ nhân siêu ngựa này là đại gia Lan chơi xe có tiếng, vốn thân thiết với Phan Công Khanh. Hiện chiếc xe vẫn nằm trong gara của đại gia này, với giá trị lăn bánh ước tính gần 20 tỷ đồng. Dù không phải siêu xe bản giới hạn, nhưng chiếc SF90 Stradale này là chiếc xe đầu tiên về Việt Nam, mở ra trào lưu chơi siêu xe mạnh nhất nước ta của các đại gia. Sau chiếc xe này, đơn vị của tay chơi 9X tiếp tục đưa về một chiếc SF90 Stradale theo đơn đặt hàng của đại gia Đức Huy, chồng cũ ca sĩ Lệ Quyên. Vào cuối năm 2021, Phan Công Khanh chia sẻ hình ảnh chụp cùng chiếc Lamborghini Huracan STO tại showroom đã tiếp tục làm cộng đồng mạng dậy sóng khi đây là chiếc đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Đến nay, chủ sở hữu là một đại gia Vũng Tàu đang sở hữu dàn siêu xe hàng chục tỷ đồng. Toàn bộ xe đều do đơn vị K-Super nhập khẩu, với biển số của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chiếc Huracan STO có giá trị không dưới 35 tỷ đồng. Cũng trong năm 2021, đơn vị kinh doanh siêu xe của Phan Công Khanh tạo tiếng vang lớn trong giới chơi xe và kinh doanh xe khi nhập khẩu về chiếc Boss 900S 18 Spider. Theo đơn đặt hàng của một đại gia Sài Gòn, với số lượng giới hạn là 918 chiếc, mẫu hypercar này có giá bán ở thời điểm đó là 1,32 triệu đô la Mỹ, tương đương với 30,8 tỷ Việt Nam đồng. Đây là một trong hai chiếc 900S 18 Spider có mặt ở Việt Nam. Cập bến nước ta từ cuối năm 2021, nhưng phải đến giữa năm 2022, chiếc McLaren Senna thứ hai tại thị trường Việt Nam mới được đơn vị của ông trùm Phan Công Khanh chính thức xuất hiện công khai. Hiện tại xe đang thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên. Giá trị của xe ước tính khoảng 30 tỷ đồng. Hãng siêu xe Anh Quốc cho biết chỉ có 500 chiếc được sản xuất trên toàn cầu, lộ diện ở nước ta từ năm 2022. Chiếc McLaren Senna GTR độc nhất Việt Nam vừa được đơn vị kinh doanh xe của Phan Công Khanh công bố cùng thời điểm tay chơi quê Bến Tre bị Công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ. Đến nay chưa rõ danh tính chủ nhân chiếc hypercar dành cho đường đua là ai. Sau một số thông tin đồn đoán cho thấy nhiều khả năng sẽ nằm trong bộ sưu tập xe đắt đỏ nhất Việt Nam, theo công bố của nhà sản xuất, chỉ có 75 chiếc được bán ra trên toàn thế giới. Giá bán của xe tại thị trường nước ngoài ở mức trên 1,5 triệu đô la Mỹ, tương đương 35,5 tỷ Việt Nam đồng. Thưa quý vị, Phan Công Khanh nổi tiếng là tay chơi có tiếng trong giới trẻ, nên vụ việc trùm buôn siêu xe Việt Nam bị tạm giữ để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Theo thông tin ban đầu, thì Phan Công Khanh bị một người nộp đơn tố cáo có hành vi chiếm đoạt tài sản liên quan đến mua bán dòng ô tô đắt tiền. Với những hành vi nêu trên, thì Phan Công Khanh sẽ phải đối mặt với những án phạt như thế nào? Chúng tôi đã có liên hệ với luật sư Trần Ngọc Cảnh, phó giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Hà Trọng Đại và Cộng sự. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những ý kiến phân tích từ ông. Hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì tùy thuộc vào cái tính chất và mức độ của hành vi, người thực hiện có thể bị truy tố theo điều 175 Bộ luật hình sự. Trong trường hợp tài sản chiếm đoạt có giá trị từ 4 triệu đồng trở lên đến dưới 50 triệu đồng hoặc là dưới 4 triệu đồng nhưng người thực hiện đã bị xử phạt vi phạm hành chính vì hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về một số cái tội phạm liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu mà chưa được xóa án tích, hoặc là cái tài sản chiếm đoạt là cái phương tiện kiếm sống chính của bị hại hoặc của gia đình họ, thì người thực hiện hành vi có thể bị xử phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trong trường hợp mà tài sản chiếm đoạt có giá trị từ trên 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc là thực hiện hành vi có tổ chức hoặc là hành vi có tính chất chuyên nghiệp
lợi dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện, hoặc là tái phạm nguy hiểm, hoặc là dùng thủ đoạn xảo quyệt gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự thì người phạm tội có thể bị truy tố với cái khung hình phạt là từ 2 cho đến 7 năm tù. Trong trường hợp mà tài sản chiếm đoạt có giá trị từ trên 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì người phạm tội có thể bị truy tố với cái khung hình phạt là từ 5 cho đến 12 năm tù. Trong trường hợp mà cái giá trị chiếm đoạt có giá trị từ trên 500 triệu đồng trở lên thì người phạm tội có thể bị truy tố với khung hình phạt từ 12 cho đến 20 năm tù. Ngoài ra thì người phạm tội có thể bị áp dụng một số cái hình phạt bổ sung như là phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc là bị cấm cảm nhiệm cái chức vụ quyền hạn trong một cái thời gian nhất định. Hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là hành vi xâm phạm đến cái quyền sở hữu tài sản của cá nhân hoặc là tổ chức khác. Người thực hiện hành vi này có thể là vay, mượn, thuê hoặc là nhận tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng, sau đó thì dùng cái thủ đoạn gian dối hoặc là bỏ trốn để mà chiếm đoạt, hoặc là đến cái thời gian mà hoàn trả tài sản mặc dù là có điều kiện hoàn trả nhưng mà người này cố tình không hoàn trả, hoặc là người nhận tài sản lại sử dụng cái tài sản đó vào cái mục đích bất hợp pháp dẫn đến là không còn khả năng chi trả. Người thực hiện hành vi này với lỗi cố ý và tùy từng cái tính chất mức độ của hành vi thì có thể bị khởi tố theo quy định tại điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015. Thời gian tạm giữ hình sự để giải xác minh tin tố giác tội phạm thông thường là 3 ngày. Trong trường hợp cần thiết hoặc là trường hợp đặc biệt, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn không 2 lần và mỗi lần không quá 3 ngày. Như vậy thì tổng thời gian tạm giữ có thể lên tới 9 ngày. Sau khi hết thời gian tạm giữ hình sự, nếu như mà chưa có đủ căn cứ để khởi tố bị can thì người ra quyết định tạm giữ cần trả tự do ngay cho người bị tạm giữ. Trong trường hợp có căn cứ để cho rằng hành vi của người bị tạm giữ có dấu hiệu vi phạm hình sự thì cơ quan điều tra có thể tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện những cái bước điều tra theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Thưa quý vị, hôm nay 11 tháng 7, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra xét xử đại án chuyến bay giải cứu. 54 bị cáo sẽ hầu tòa thuộc các nhóm tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nhiều cựu quan chức phải vướng vòng lao lý vì vụ án này. Trong số đó có bị cáo Tô Anh Dũng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ngoài bị cáo Tô Anh Dũng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, còn có Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Trừ Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội, Trần Văn Tân, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Phiên tòa dự kiến kéo dài 1 tháng, với 9 kiểm sát viên, 105 luật sư đã đăng ký bào chữa tại phiên tòa. Theo cáo trạng, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước để phòng chống dịch. Chính phủ giao cho Văn phòng Chính phủ, tổ công tác của một số bộ, ngành, địa phương thực hiện quy trình cấp phép chuyến bay và chủ trương cách ly. Trong quá trình cấp phép các chuyến bay, phê duyệt cách ly tại các địa phương từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022, nhiều bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ hơn 164,8 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Cáo trạng xác định 23 cá nhân là đại diện doanh nghiệp đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng, 4 cá nhân môi giới hối lộ hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 24 tỷ đồng.